Vâng, và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Trên tay mình đây nó chính là chiếc iPhone 6 Plus. Tuy nhiên thì camera của chiếc máy hiện tại đang có vấn đề rồi. Camera sau của chiếc máy sẽ có độ phân giải là 8 chấm nha các bạn. Hôm trước thì cũng có bạn hỏi mình rằng là liệu camera mà bị rung như này thì chúng ta có thể fix bằng cách là không thay camera được hay không. Thì mình xin trả lời là có biện pháp nhé, cũng có thủ thuật luôn. Tuy nhiên thì việc mà chúng ta sử dụng những cái thủ thuật đó về lâu về dài thì không thể nào sử dụng được. Có chăng là những cái dịp lễ Tết thì các bạn có thể sửa tạm thời như vậy, sau đó thì đem về sử dụng trong tiếp một khoảng thời gian ngắn nữa, sau đó thì các bạn có thể thay camera. Tuy nhiên thì đối với mình, quan điểm cá nhân của mình thì vẫn nên ăn chắc mặc bền, thì các bạn vẫn nên thay camera cho em nó nhé. Và hiện tại thì mức giá thay cũng rất là rẻ thôi, các bạn có thể tham khảo tại cửa hàng của Fastcare. Với mức thay ở thời điểm mình làm video này chỉ là 240 thôi. Sau này thì mức giá có thể thay đổi nên các bạn hãy lên ngay trang web của fastcare.vn để có thể cập nhật được giá sửa chữa ở thời điểm các bạn đang xem video, và cũng như là bên mình sẽ giảm ngay 10% nếu các bạn đặt lịch nhé. Cùng quay trở lại với quy trình sửa chữa thì hiện tại bạn chuyên viên bên Fastcare cũng đã tiến hành thay xong cụm camera cho em nó rồi và đang thực hiện các bước cuối cùng để có thể lắp được phần màn hình và phần khung viền của chiếc máy. Bên mình thì cũng không quên gắn thêm cho em nó một cái tem bảo hành và cũng như là lắp lại hết toàn bộ như đuôi ốc và kiểm tra lại một lần nữa trước khi mà trao trả lại máy cho khách. Toàn bộ quy trình trên chỉ diễn ra trong vòng khoảng từ 15 phút thôi, và bây giờ thì bạn chuyên viên đang kiểm tra lại một vài bước nữa. Và nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastcare nhé. À, và quên nói thì cụm camera cũ các bạn có thể cầm về cũng như là sưu tầm này. Rồi, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.